Thứ tí hả? Thứ tí đẹp trai hả? Đáp án của tôi là không phải. Tí ơi, tí. Vâng, thưa quý vị, bạn Vĩnh Khoa mặc dù có thể hình không cao lớn nhưng đã đạt được một số điểm rất cao trong cuộc thi ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng rất hy vọng sẽ được chứng kiến những thí sinh xuất sắc tiếp.